Viettel chính thức phát sóng trạm 5G đầu tiên của Việt Nam. Thông tin từ Viettel cho hay, tốc độ kết nối trong các bài thử nghiệm mạng 5G đầu tiên dao động từ 600, 700 Mbps, tương đương với tốc độ cung cấp cho khách hàng của mạng 5G VEZON, Mỹ. Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật của Viettel đã chuyển sang tiến hành các bài kiểm tra, test, kỹ thuật trên thực địa, bao gồm đánh giá về khả năng tương thích ngược với các thiết bị 4G, 3G, 2G hiện có của khách hàng đánh giá vùng phủ tối ưu cho tốc độ, dịch vụ khác nhau. Nhà mạng quân đội cho biết, thách thức lớn nhất của đội ngũ kỹ thuật là mạng 5G còn nhiều thành phần cần được điều chỉnh tối ưu, từ tần số thử nghiệm, số lượng tần số, thiết bị đầu cuối, tương quan vùng phủ và vị trí phát. Viettel cho hay, khi hoàn thành các bài test và hiệu chỉnh, tốc độ truy cập sẽ thực sự bùng nổ. Thông tin từ nhà mạng này cho biết, sẽ tổ chức màn trình diễn về tốc độ và dịch vụ trên mạng 5G vào đầu tháng 5 năm 2019. Viettel đặt mục tiêu tiên phong phát triển và triển khai các công nghệ mới nhất, trong đó có công nghệ 5G đồng bộ với các nhà mạng hàng đầu thế giới để phục vụ cho chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam, sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các kỹ sư nghiên cứu phát triển 5G của Viettel cũng đang trong quá trình nghiên cứu, làm chủ công nghệ, sáng tạo và phát triển sản phẩm trạm phát sóng 5G Viettel. Ông Tào Đức Thắng, phó tổng giám đốc tập đoàn Viettel khẳng định. Như vậy, Việt Nam là một trong những quốc gia thử nghiệm 5G sớm nhất trên thế giới. Thời gian từ khi những thiết bị 5G đầu tiên cập cảng ngày 25 tháng 3 đến thời điểm tích hợp và phát sóng xong chỉ trong một tháng. Được biết, Viettel đã lắp đặt gần một tấn thiết bị chỉ trong 5 ngày. Toàn bộ thời gian còn lại cho tích hợp thiết bị và cấu hình mạng lõi bởi 5G vẫn là công nghệ mới đối với các nhà mạng trên thế giới. Việc sớm tiếp cận và thử nghiệm công nghệ mới giúp Việt Nam bắt kịp xu thế thế giới. Điều này rất khác so với triển khai 4G, bởi khi đó tất cả các đối tác đều đã có kinh nghiệm và công nghệ đã cũ. Linh